Chào mừng bạn đến với khóa học phát âm Anh Mỹ của giáo sư Paul S. Gruber. Khóa học này thì miễn phí, có phụ đề tiếng Việt, có 15 bài học, không thu phí, và có thể phát âm tốt sau 1 tháng. Giới thiệu, Pronunciation Workshop là một hệ thống học ngữ âm được sáng lập bởi chuyên gia Paul S. Gruber, một chuyên gia trị liệu về ngôn ngữ nổi tiếng thế giới. Hiện nay, với hệ thống này, Paul S. Gruber đã giúp cho hàng triệu người học tiếng Anh trên toàn thế giới có thể tự tin phát âm chuẩn Anh Mỹ. Rất nhiều các công ty lớn cũng mời ông về để đào tạo ngữ âm cho nhân viên của mình như Microsoft, Verizon, Motorola và cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ NASA. Ngoài ra, các trường đại học danh tiếng như Harvard, Berkeley cũng mời ông về để đào tạo cho sinh viên của mình. Cách vào bài học như sau, hãy truy cập đường liên kết để dưới mô tả. Bước 1, bạn phải tải tài liệu đính kèm đầu trang, trong đó có 2 tài liệu. Bước 2, chuẩn bị bút, vở, tai nghe, chọn nơi yên tĩnh. Bước 3, đọc to, rõ cẩn thận theo hướng dẫn của thầy giáo. Chúc bạn thành công nhé!